hai cái phim trong cái đàn lịch nhân dịp năm mới vừa mới được 8 ngày. Nhân dịp này xin ra thay mặt cho bạn bộ chỉ huy đàn lịch xin gửi tới tất cả anh chị em có mặt ở đây hôm nay và gia đình lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Đã rất lâu anh em chúng ta mới có buổi gặp mặt đầu xuân như thế này. Hôm nay chúng ta rất là vui. Mặc dù dịch bệnh đã được đẩy lùi nhưng mà chúng ta rất vui và có những buổi gặp mặt như thế này. Hôm nay thì chương trình nhất thì trước hết là chúng ta chúc sức khỏe nhau. Năm mới làm sao cứ dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và an khang, gặp cái điều yêu thương. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cái chương trình của ngày hôm nay là như thế này. Hôm nay thì báo cáo với các anh chị về chương trình hôm nay thì có anh chị em về khách sạn và rất cảm ơn là có mặt của các phu nhân, phu quân thì đặt ngay anh Tạ Vinh Hiền đã về dự. Và trong buổi hôm nay thì tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu là có anh Nguyễn có chị Ngô Lụa, anh Ngô Lụa. Có anh Nguyễn Viết Hùng, là anh Hùng đứng này cũng là một người lính, của quân khu 5. Thì đây là một nhân vật mới thì có ý nguyện là muốn tham gia cái diễn đàn. Thì báo cáo với anh các chị là diễn đàn chúng ta hiện nay đã có 11 nhớ anh Hùng vào nữa là tròn 12 và đúng thuật tiểu đội. Và cũng như cái dịp này trước hết là chào đón thành viên mới. Xin mời anh. Và đến dự hôm nay thì có cả chị Dương Bình Bình. Vâng, Dương Bình Bình. Mời chị. Vâng. Dạ vâng. Người đồng hành với anh Hùng. Rồi chúng tôi thấy bà cũng xin các anh các chị ở trong diễn đàn như này. Với diễn đàn của chúng ta 12 người, hôm nay là có chúng ta khoảng anh Hiếu, Kế Trung Hiếu và anh Nam Vũ. Anh Nam Vũ thì hiện nay đang ở thế ở quê, đang có việc riêng gia đình. Và anh Vĩ Lợi. Và Vĩ Lợi là chúng ta bắt 3 người. Chúng ta bắt 3 người. Và xin qua đây thì xin gửi lời chúc Tết anh Kế Trung Hiếu, Lợi và anh Nam Vũ. Cả diễn đàn toàn trạng có tay để chúc mừng ba vị các bạn. Trong buổi hôm nay thì trong tháng 2 này báo cáo ngay anh chị là chúng ta có 3 thành viên. Ngày 3 tháng 2 là ngày có kỷ niệm cảm giác ra đời thì có anh Nguyễn Văn Tiến, anh về có tao phải chuẩn rất khéo là đúng ngày đảng ta ra đời anh ra đời luôn. Thứ hai là ngày hôm nay có lẽ là hạnh phúc nhất là chị Mai Chuẩn. Hôm nay là ngày chúc Mai Chuẩn ra đời đúng ngày. Ngày không có khoảng đấy và cách đây khoảng hơn một tuần nữa 10 ngày nữa thì là sinh nhật của chị Nhất Phượng. Hoa Phượng thì bao giờ phải chờ đợi thì xong. Trước mắt là thay mặt cho diễn đàn gửi lời chúc sinh nhật vui vẻ hạnh phúc của ba đồng chí. Sau đây xin mời anh Đặng Thư là chủ nhiệm của diễn đàn tặng hoa anh Nguyễn Văn Tiến. Mời anh Nguyễn Văn Tiến nhé. Xin mời được phân công tôi sẽ tặng hoa chúc bài nhé. Đây là nhiệm vụ hết sức vinh quang, hết sức nặng nề. Phải đưa hoa để tặng. Từ từ ngồi nghe anh Long nói hay quá, ngồi nghe trả lấy máy ra mà tắt điện gì cả. Dạ, ai chụp thì bỏ máy vào chụp đi. Thế ạ. Hôm nay là hạnh phúc, đã hôm nay ấy, và có đi sắp hoặc quảng mà có đèn sắp thông rồi đấy thì quay tròn. Vâng.
hôm nay đã tổ chức một sinh nhật rất là vui vẻ và ấm áp cho ba anh em. Đã có một món quà để tặng lễ tang nhân ngày tổ chức. Thế mà tôi có gửi lời xin lỗi và có món gì mà tôi chưa biết là cái gì cả. Thì tôi nhớ không nhớ trong sáng. Vâng, năm trăm đà. Cảm ơn bài chuẩn. Em Phượng tuyển sinh vào ngày 19 tháng 2. Chúc em Phượng hôm nay khai năm mới là sẽ có tuổi mới và sẽ có tin vui này. Quá. Trong cái tháng này, ngày hôm nay đã tổ chức sớm cho chúng em, cho ba anh em chúng em, thì em rất cảm ơn ạ. Có này, em để tặng các bạn đây chúc mừng vui vẻ. Báo cáo với anh chị là vào tháng riêng ấy, vào năm 2022 này, thì chúng ta phải sinh nhật của anh Đặc Cơ, sinh nhật của anh Kinh Kiều. Thế nhưng mà những ngày đó thì dạng nó bủa vây nhiều quá, không thể tổ chức được. Cho nên là tôi nhân dịp này thì mừng sinh nhật mới qua có được có 38 ngày nhé. Thì trước hết là hôm nay và tất cả xin gửi lời chúc anh Đặc Cơ và anh trên chúc lời chúc mừng sinh nhật tốt đẹp nhất chúc anh và gia đình nhé. Vừa rồi làm sức khỏe và sức khỏe sẽ là bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thì sau khi ấy thì gia đình tư tôi bảo sẽ có con đến bây giờ tôi mới thì nói thật ra là lâu rồi vì hiền về em gái tôi. Ba anh không còn học học trò với em. Anh sinh quán ở Sài Gòn à? Sinh quán đấy tôi hàng cây của ông chỉ vận ở Phú Hưng. Đấy là muốn là khi mà ấy ngoài đường này chay là đi là lấy đi ở quận đấy thì đấy là Ngô Quyền. Vâng, Ngô Quyền mình. Đây mẹ lấy thì nó thuộc bên bên lấy chết rồi bên trên nhà hàng bên sau là từ từ ở lấy xuống thì bây giờ là lớn lên thì mới đi quận Nguyễn ra quân đây là người anh Hùng đây là người yêu của Hùng máy đen và nói là quà tặng của dâu. Cảm ơn từ nước ngoài khai mạc diễn đàn thì chiêu tài tiến bảo này thôi thế thì còn chậm sao còn nước sao cả không có chỗ thôi phần giới thiệu và phần chúc tết chúng ta đã xong và bây giờ tôi xin mời chúng ta quay lại bàn và chúng ta vui liên hoan nói như này lát còn luôn nói thôi hơi hơi